Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Vấn đề và Bình luận được phát sóng trên kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 10 hàng năm được chọn là Ngày Doanh nhân Việt Nam, là ngày chúng ta tôn vinh những cá nhân, những tập thể có nhiều đóng góp nổi bật cho sự phát triển chung của nền kinh tế nước nhà. Và thực tế đã chứng minh, trải qua 4 giai đoạn của Covid-19, đã có nhiều doanh nghiệp biết biến thách thức thành cơ hội, vẫn tiếp tục duy trì mô hình phát triển của mình. Có được thành công như vậy là nhờ họ cùng hoạt động trong cùng một hệ sinh thái sáng tạo riêng. Vậy thì hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là gì? Cơ chế hoạt động cũng như lợi ích thực sự ra sao? Thì xin mời quý vị cùng lắng nghe những trao đổi của chúng tôi với khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu doanh nhân Nguyễn Xuân Hoàng. Hiện ông đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Y dược Quốc tế IMC, doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm bảo vệ sức khỏe cũng như là mỹ phẩm thiên nhiên. Và hiện nay với vai trò là Phó Chủ tịch của Hiệp hội Thực phẩm Chức năng, ông đã hỗ trợ hơn 20 doanh nghiệp phát triển trong cùng một hệ sinh thái. Một lần nữa rất cảm ơn anh Hoàng đã tới tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chào Hải Linh, chào quý vị khán giả. Từ một cán bộ của Công ty Tư vấn Y dược Quốc tế IMC, Bùi Đức Thọ bước chân ra ngoài khởi nghiệp với hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do doanh nhân Nguyễn Xuân Hoàng hỗ trợ. Nay công ty đã phát triển thêm được hai sản phẩm mới. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Viễn Bằng đã thiết lập hệ thống bán hàng phủ rộng trên toàn quốc với doanh thu tiền tỷ mỗi năm. Thọ cũng chỉ là một trong số 20 doanh nhân trẻ khởi nghiệp thành công từ mô hình vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo của doanh nhân Hoàng. Trong quá trình khởi nghiệp thì chúng ta có thể rất là nhiều người đến với nhau. Tuy nhiên thì chúng ta có thể bị mất đi cái phương hướng, đó là chúng ta thiếu cái sự gắn kết. Tuy nhiên thì sự giúp đỡ của công ty IMC đó là định hướng các giá trị văn hóa để cùng một hệ sinh thái, cùng một hệ tư tưởng và cùng một hệ giá trị niềm tin. Thì lúc đó công ty khởi nghiệp có một cái đích chung. IMC có tuổi đời gần 20 năm, thì Vinalink có tuổi đời gần 15 năm. Từ sự thành công trong phát triển sản phẩm chủ chốt của IMC, công ty tiếp tục đầu tư vào những mặt hàng mới như chuỗi V-Health Coffee. Mỗi start-up xây dựng thương hiệu cho mỗi sản phẩm của doanh nghiệp mình, có thể là cùng công thức và tác dụng, nhưng thương hiệu và chiến lược chinh phục thị trường thì khác nhau. Bản thân như chúng tôi là đều là những người mà trẻ, thì chúng tôi vẫn hợp tác với cả chỗ IMC. Thì hợp tác với chúng tôi tận dụng được những nguồn lực như là về vùng nguyên liệu này, về nhà máy sản xuất, về viện nghiên cứu, rồi là về thị trường, nguồn lực tài chính và cả nguồn lực chất xám nữa. Thì vì cái lý do đấy thì giúp cho chúng tôi có một cái lợi thế hơn so với rất là nhiều những cái đơn vị khởi nghiệp khác cùng ngành và cùng thời điểm trên thị trường. Từng là đạo diễn hãng phim truyền hình Việt Nam, đạo diễn Bùi Thọ Thịnh đã rời công việc tại VTV, quyết định khởi nghiệp với lĩnh vực truyền thông thuộc hệ sinh thái khởi nghiệp của doanh nhân Nguyễn Xuân Hoàng. Anh chuẩn bị ra mắt sàn thương mại điện tử chuyên cho sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Ngoài việc đào tạo ra những người bán hàng chuyên nghiệp thì sẽ giúp họ được bán hàng ở trên cái chợ đó, và cái chợ đó lại được chúng tôi kiểm soát về cái đầu ra đầu vào, đó là cái sản phẩm của những người bán hàng đó phải được thực sự là có uy tín, và cái chợ đó nếu như có vấn đề gì về sản phẩm là chúng tôi lập tức chúng tôi có thể bỏ ra để cho những người tiêu dùng, những người vào đó mua thì họ cũng được có một cái sự đảm bảo, một cái uy tín nào đó. Sau gần 20 năm thành lập, IMC đã nhân thêm 19 doanh nghiệp ở các công đoạn khác nhau. Tỷ lệ khởi nghiệp thành công chiếm 90%. Tất cả các doanh nghiệp hiện cùng hoạt động trên cùng một hệ sinh thái, có sự tương tác qua lại, cùng có lợi. Thưa ông, theo một nghiên cứu thống kê của chúng tôi, thì Việt Nam là quốc gia có doanh nghiệp khởi nghiệp còn nhiều hơn một số nước trong khu vực châu Á. Tuy nhiên, số lượng thành công thì lại không lớn. Tính trung bình cứ 10 doanh nghiệp khởi nghiệp thì lại có đến 8 đến 9 doanh nghiệp thất bại. Tuy nhiên thì trong hệ sinh thái sáng tạo riêng của ông thì cái tỷ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp thành công lại rất là lớn. Vậy là đâu là bí quyết tạo nên thành công như vậy ạ? Thứ nhất ấy là chúng ta biết là cái ước mong và cái khát vọng khởi nghiệp ấy thì nó có trong tất cả con người Việt Nam. Một người đang đi làm thuê mà chuyển thành người làm chủ là nó có một cái khoảng nhảy, có một cái bước nhảy lượng tử đấy, chứ không phải là cứ tăng tăng mà ta làm chủ được đâu.
Không thì nó mãi mãi nó chỉ là một cái chủ nhỏ xíu, nó gọi là chủ một cửa hàng thôi, vừa làm chủ vừa làm thuê thôi. Thế thì muốn làm chủ doanh nghiệp thì chúng ta lại phải, cái tâm thái đó là tâm thái là gì? Chúng ta phải cái bản ngã chúng ta ít thôi. Bởi vì doanh nhân mà chúng ta phải cầu tiến, chúng ta phải cầu thị, chúng ta phải mời được những người giỏi hơn mình về làm với mình. Thế thì cái việc khởi nghiệp mà chọn được cái nhân tố như thế, nó gọi là chọn hạt giống ấy. Thế nhưng mà chọn hạt giống tốt rồi thì chưa đủ. Chúng ta lại còn phải, cái mảnh đất đó có tốt không? Đúng không? Cái mảnh đất đó mà xấu thì cái hạt giống tốt gieo vào thì nó cũng thất bại. Thì ý là tôi muốn nói là cái hạt giống tốt nhưng mà cái mảnh đất có màu mỡ không? Và thứ hai nữa là chúng ta có chăm bón nó tốt không? Nó có ba yếu tố như thế. Thì chúng ta, cái hệ khởi nghiệp nó mới phát triển và phát triển bền vững. Có lẽ anh Hoàng cũng nhận thấy rằng là trong một vài năm trở lại đây thì cái từ khởi nghiệp nó rất là quen thuộc. Nhưng rõ ràng là khi mà nhà nhà khởi nghiệp, ai ai cũng muốn khởi nghiệp mà chúng ta lại không chịu đầu tư cho mình những cái kinh nghiệm, không chịu tìm tòi cái lĩnh vực mà chúng ta theo đuổi thì chắc chắn là câu chuyện thất bại sẽ đến rất là nhanh. Và thực tế thì với cái mô hình vườn ươm sáng tạo khởi nghiệp thì đã ra đời cách đây cũng tương đối lâu rồi. Nhưng mà cái tỷ lệ thành công của các doanh nghiệp thì lại không lớn. Vậy thì theo anh đâu là cái nguyên nhân dẫn đến là những sự thất bại như vậy, những cái mà chúng ta không mong muốn lại đến nhiều như vậy? Theo tôi ấy, thì là chúng ta thiếu một cái cơ chế hợp lý. Bởi vì sao? Cái một người khởi nghiệp ấy, họ cần sự giúp đỡ rất là nhiều phía. Chứ không phải là chỉ có việc là chúng ta hỗ trợ về tài chính, hay là hỗ trợ về thuế, hay là chúng ta hỗ trợ về mặt nhân sự. Thì cái nó chưa đủ. Cái quan trọng là khi người ta khởi nghiệp thì người ta phải có một cái nền tảng vững chắc để người ta dựa vào. Nó phải dựa vào giống như một cái hệ sinh thái. Ví dụ như là nó cùng một chuỗi giá trị thì anh khởi nghiệp trên một cái phần, một cái khúc của cái chuỗi giá trị đó thì anh được cả một cái hệ sinh thái, kể cả một cái chuỗi giá trị nó hỗ trợ anh, nó nâng đỡ anh. Tức là người ta có thể tạo cho anh một cái cơ hội hoàn toàn khác, tạo thị trường cho anh, tạo cơ chế chính sách cho anh, hỗ trợ về tài chính, hỗ trợ về đào tạo, hỗ trợ về truyền thông, vân vân, thì anh khởi nghiệp rất dễ dàng. Nhưng còn nếu anh bơi một mình, anh phải đối mặt với toàn bộ những cái thách thức của một doanh nhân ngay từ đầu thì rất khó. Vậy thì từ những thành công của IMC và đặc biệt là thành công trong hệ sinh thái của anh sáng tạo ra thì anh đã có những cái định hướng, những hỗ trợ gì với các bạn trẻ đang có cái mong muốn khởi nghiệp? Là một cái công ty bán hàng online, lúc đầu họ muốn khởi nghiệp thì họ cần phải có sản phẩm. Thì chúng tôi tư vấn cho họ sản phẩm nào là sản phẩm tốt, sản phẩm nào là phù hợp với kênh online. Đấy. Hoặc là có những cái kênh offline thì chúng tôi lại hỗ trợ những cái bạn khởi nghiệp trong cái kênh offline, đào tạo cho họ, định hướng cho họ để ngay từ đầu sau này họ tích lũy đủ số vốn của họ, có tích lũy đủ cái năng lượng, năng lực của họ thì họ sẽ ra khởi nghiệp, và chúng tôi sẽ đầu tư cả tài chính cho họ, giúp đỡ họ từ đầu đến cuối. Dần dần khi họ lớn lên là chúng tôi rút dần cái số vốn của chúng tôi đầu tư vào, chỉ giữ lại một phần nhỏ để kích thích họ phát triển và coi như họ làm chủ hoàn toàn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Thưa quý vị, mô hình vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo đã có từ cách đây gần chục năm. Thế nhưng những doanh nghiệp khi tham gia họ lại chưa tìm được cho mình một lối đi riêng. Tuy nhiên, với doanh nhân Nguyễn Xuân Hoàng, anh đã vận động các bạn trẻ khởi nghiệp ở tất cả các mảng, từ việc khai thác dược liệu thiên nhiên cho tới việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Và các doanh nghiệp khi tham gia cùng hệ sinh thái là một khối không thể tách rời, tất cả cùng nhau cố gắng để thúc đẩy sự phát triển chung. 19 doanh nghiệp khởi nghiệp thành công đồng nghĩa IMC tập trung nguồn lực cho nghiên cứu sản phẩm mới, phát triển 6 nhà máy chế biến dược liệu, sản xuất thành phẩm với hàng trăm loại sản phẩm khác nhau. 19 doanh nghiệp thực hiện canh tác dược liệu, phân phối bán hàng, truyền thông thương hiệu sản phẩm, hoạt động trong cùng một hệ sinh thái. Mỗi doanh nghiệp là một mắt xích không tách rời. Trong cái hệ sinh thái IMC của chúng tôi ấy, thì chúng tôi liên kết cả hai theo chiều ngang, theo chiều dọc. Tôi lấy ví dụ tôi muốn có một cái sản phẩm đồ uống có dược liệu. Đấy, thì chúng tôi trong hệ thống công ty có những công ty chuyên về cung cấp dược liệu. Đấy, thì như thế là liên kết theo chiều dọc, đúng không ạ? Đó. Thế còn ví dụ như là tôi muốn làm những cái sản phẩm về truyền thông, thương hiệu về doanh nghiệp, thương hiệu về sản phẩm, thì chúng tôi có công ty về làm truyền thông, làm thương hiệu sản phẩm, đấy chính là công ty Anticorp. Thì đấy là cái sự lợi thế rất nhiều. Còn so với những cái doanh nghiệp mà không có được những cái lợi thế trong hệ sinh thái này ấy, thì chị thấy là cái nguồn lực bỏ ra rất là nhiều, đúng không ạ? Và đơn giản là ví dụ kể cả mình tìm một đối tác bên ngoài thì có thể đối tác đấy họ làm rất tốt nhưng chưa chắc họ đã hiểu về cái văn hóa, hiểu về thương hiệu, hiểu về cái nội tâm.
cùng chung một chiến lược phát triển đích hướng tới và một nền tảng văn hóa kinh doanh riêng biệt. 20 doanh nghiệp trong hệ sinh thái cùng đi trên một con đường dài, mà ở đó thế mạnh của doanh nghiệp này sẽ là đòn bẩy của doanh nghiệp kia. Các cái doanh nghiệp chủ yếu là gì? Họ bị thất bại là ở phần chính là lại do cái sự lẻ loi, cái sự cô đơn và không người đồng hành. Cho nên chúng tôi khi mà đã tạo ra một hệ sinh thái, tất cả các công ty, mỗi công ty sẽ có một cái chức năng nhiệm vụ và bên cạnh đó hỗ trợ cho nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển, thì đó là một cái hệ sinh thái và nó tuyệt vời. Không cần phải đầu tư quá nhiều về nguồn nhân lực, nhưng ngược lại thì ở mỗi cái công ty như thế nó sẽ chuyên nghiệp hóa ở những cái mảng, những cái khâu, và khi mà kết nối với nhau nó trở thành một cái hệ sinh thái cực kỳ hoàn hảo. Hành vi người tiêu dùng đều có những cái thay đổi. Do vậy, những đơn vị khởi nghiệp chúng em rất mong muốn những anh chị, những đơn vị trong ngành dẫn dắt, chia sẻ những cái giá trị đó để các đơn vị khởi nghiệp có thể nhìn lại những điểm mạnh của mình hoặc những điểm yếu cần cải tiến, và thậm chí có thể phải cần bỏ đi những chiến lược mà không phù hợp với những hành vi người tiêu dùng trong thời gian tới. Khi một hệ sinh thái kinh doanh phát triển mạnh, điều đó có nghĩa là những người tham gia thị trường đã thành công trong việc sắp xếp và tổ chức hợp lý hóa luồng ý tưởng, tài năng và vốn trong toàn hệ thống. Thưa anh, thì cái câu nói rất quen thuộc là muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì đi cùng nhau. Nó thể hiện một cái tư duy làm việc theo nhóm rất là rõ ràng rồi. Tuy nhiên thực tế thì nhiều người họ cũng nghĩ được, nhưng họ làm được thì lại chưa làm được điều đó. Vậy thì việc chúng ta phát triển cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo riêng như vậy thì sẽ mang lại những cái lợi ích gì cho bản thân doanh nghiệp, đặc biệt là cho cộng đồng các doanh nghiệp khởi nghiệp? Thứ nhất, nếu mà chúng ta có một cái hệ sinh thái thì nó bền vững. Thứ hai là cái sự phát triển đấy nó phù hợp với lại xu thế. Công nghệ sinh học thì chúng tôi đi hàng đầu rồi. Đó. Thì khi mà chúng tôi định hướng cho các doanh nghiệp trong cái hệ sinh thái này thì luôn luôn là những cái thị trường là luôn luôn là bắt theo cái trend hay là bắt theo cái xu hướng. Hai là luôn luôn là tìm những cái công nghệ cao, rẻ và sạch. Ba là luôn luôn là chuyển đổi cái mô hình kinh doanh cho nó hợp lý. Chính vì thế mà trong 4 cái đại dịch Covid vừa rồi ấy, thì cái hệ sinh thái của chúng tôi là gần như không bị ảnh hưởng. Và chính qua cái đợt dịch này thì nó lại kích thích cho cái hệ sinh thái này chuyển đổi số thật nhanh, quyết liệt hơn đợt trước. Thì tôi cũng mong rằng là cái hệ sinh thái của tôi nó có thể áp dụng trong tất cả các hệ sinh thái của các ngành khác. Ví dụ ngành may mặc, đúng không? Ngành may mặc hay là ngành giày da hay là bất kỳ một ngành gì, nó đều có một cái hệ sinh thái, và biến những cái hệ sinh thái đó trở thành những cái mũi nhọn của nền kinh tế. Hệ sinh thái của mình là hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, và tức là cái yếu tố sáng tạo rất là quan trọng để giúp chúng ta duy trì và phát triển mô hình này. Vậy thì trong thời gian tới, anh có thể chia sẻ những cái ý tưởng của mình để làm sao giúp cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của mình sẽ có những bước tiến mới không? Nếu mà mình mà khởi nghiệp chỉ cho những người mà có đủ điều kiện, đủ yếu tố ấy, thì nó rất là chậm và mình sẽ không phát hiện được nhiều tài năng ở trong xã hội. Do đó là chúng tôi luôn luôn sáng tạo, thay đổi cả cách khởi nghiệp. Đó. Tức là cái người mà không biết gì thì chúng tôi sẽ đào tạo cho họ để trở thành cái người biết gì ngay từ đầu. Chứ không còn phải là chờ nữa. Trước đây là tôi phải chờ chọn giống tốt thì tôi mới làm. Nhưng bây giờ là tôi làm theo cái mảnh đất thật màu mỡ. Thôi giống lép thì anh lên cái hạt lép thì anh chỉ thu nhập được một tháng được 10, 20 triệu. Nhưng mà anh cũng phải là chủ. Anh hoàn toàn quyết định năng lực của anh. Anh quyết định cái thời gian của anh. Anh quyết định cái công việc của anh. Còn nếu mà cái người mà cao hơn nữa thì họ có thể làm chủ ở một cái khoảng 100 triệu hay 1 tỷ hay 10 tỷ. Vâng, nhân ngày doanh nhân Việt Nam, là anh Hoàng có những chia sẻ hay nhắn nhủ gì tới giới doanh nhân hay không? Đặc biệt là các doanh nghiệp cũng như là các bạn trẻ đang loay hoay trên con đường khởi nghiệp. Nhân ngày doanh nhân Việt Nam ấy, thì tôi xin chúc toàn thể doanh nhân lời chúc sức khỏe, lời chúc tốt đẹp, và kỳ vọng các doanh nhân sẽ vượt qua được cái cơn khủng hoảng này để tái khởi động lại, tái phát triển nền kinh tế và các doanh nghiệp của họ. Và cũng có một lời nhắn nhủ là các doanh nhân là hãy tin tưởng vào cái đường lối lãnh đạo của Đảng, của Chính phủ và cái sự hội nhập quyết liệt của quốc tế. Đồng thời thì cái chuyển đổi số của trong doanh nghiệp ấy thì là nó là một cái mà tôi cũng muốn tất cả các doanh nhân đều phải mạnh dạn chuyển đổi số đi. Mạnh dạn tìm các cái công nghệ mới. Và một điều cuối cùng nữa là doanh nhân thì cũng phải biết chia sẻ với cộng đồng.
Thực sự là chúng tôi rất là trân trọng với những gì mà hệ sinh thái khởi nghiệp của anh cũng như là công ty IMC đã làm được. Đặc biệt là cái tinh thần quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ tất cả các doanh nghiệp cùng tiến lên, cùng phát triển. Và cũng nhân ngày doanh nhân Việt Nam thì xin chúc anh Hoàng sẽ có thật nhiều sức khỏe để làm sao anh hỗ trợ được nhiều doanh nghiệp khác cũng khởi nghiệp thành công giống như IMC. Một lần nữa rất cảm ơn anh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe cuộc trao đổi của chúng tôi. Và tới đây thời lượng dành cho chương trình Vấn đề và Bình luận cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.